Rồi, đang hấp Snake rồi. Nhìn nó giống như King Crab nhỉ, nhưng mà nó cái thân nó nhỏ hơn và nó mềm hơn. Rồi. Đa số là cua này á, là người ta đánh bắt ở cái vùng biển phía Bắc á. Xong rồi bắt đầu là người ta vặt cái chân ăn thôi. Còn cái mình nó thì không ăn được, cái mình nó không ăn được đây các bạn. Thịt đó nè, rất là ngọt luôn, cái này đông lạnh rồi. Cháu Đài đang cắt mấy cái khi tụi con mua là ở Đông Đá rồi hả con? Dạ. Cái này uống bia là hết ý luôn, có sẵn lon bia, có bạn chai bia của Hiệp rồi đây rồi. Ngon quá, hấp dẫn quá Đài ơi. Cái này đang muối chắc ngon quá. Ngon quá, hấp dẫn quá. Cái này hấp lên cho nó ấy lên chứ nó ăn vậy được rồi. Dạ ăn vị vậy được rồi mà ăn mình ngâm chút xíu nước cho ra muối hả? Dạ. Vậy hả? Ngâm chút nước hầm hầm á. Cái thùng này mấy ký, mười mấy ký con hả? Này, cái này là khoảng 6 ký Hiệp. À. 5-6 ký. Còn một thùng đầy nữa là mười mấy ký luôn? 9 ký. À, 9 ký hả? Ờ. Mày lên, ngon quá đi các bạn ơi, ngon quá đi. Trong khi một cái bánh xèo ngoài tiệm là chỉ có hai ba con tôm là maximum của bánh xèo rồi, đến 2-10 con tôm luôn. Kiểu này chắc mở tiệm sạc nghiệp rồi. Trời ơi, một cái này các bạn thấy không nè, một cái này là ăn một cái là coi như là muốn xỉu luôn. Rồi xin mời chị Nhân, chị gấp lại đi chị. Rồi đẹp quá, các bạn xem bà chị của mình là bánh xèo ngoài sân vườn nè, hôm nay là ngày đại hội bánh xèo. Ôi giời, ngon quá, ngon quá Nhân ơi, trời ơi, vàng. Cái này là bếp điện nha các bạn nha, không phải bếp ga nha, đây là điện á, chứ có cái bếp ga để sẵn mà
Đây là thật ra đây là cái chảo này là cái chảo để nướng bí xà, nhưng mà sau đó bà chị nghĩ ra cái cách là dùng cái này để mà nướng bánh, để coi là chiên bánh lên xèo luôn, thật ra cũng vừa luôn. Đây bắt đầu xem chỉ bắt đầu từ cái giai đoạn đầu tiên là tao tao thịt cho tới khi đổ bánh xèo ha, cho khi đổ hôm nay sẵn tiền cắt hết salad để salad với lại cải bẹ bẹ xanh ăn bánh xèo luôn, mà tính trồng lại được mới. Coi như là các bạn biết không, là mỗi thực khách là có mỗi cái khẩu vị khác nhau. Người thì nói là chị cho em hay là má cho con bánh xèo chỉ có thịt thôi, người thì thích ăn tôm thôi, người không ăn thích ăn thịt, còn người thì thích ăn thịt không thích ăn tôm, làm theo yêu cầu. Cái này chỉ có thịt thôi, không có tôm. cái lò này các bạn, cái lò này họ nướng pizza, cái lò này 2000W đó các bạn, 2000W luôn, thành ra nó nóng quá, 2000W luôn. Đi qua coi cái bộ, qua coi cái rổ rau ha. Hôm qua ăn thịt nướng còn, hôm nay cái món này là cái món này nó ế luôn. Hôm nay không ai rời cái món thịt nướng với tôm nướng luôn. Hôm nay là cái món gỏi, là nói chung là món gỏi là mọi người chiếu cố tới món gỏi. Anh Sáu, mới lúc em gọi á, mới rời. Na Uy á, người Việt mình làm gỏi nó có loại tôm này các bạn nè. Cái loại tôm này là người ta đánh bắt ở cái vùng biển phía Bắc á, Na Uy á. Sau khi người ta đánh bắt xong là người ta trùng vào nước sôi ở trên ngay trên cái tàu mà đi đánh bắt luôn. Người ta trùng nước biển luôn, thành ra cái loại tôm này á, khi người ta trùng xong người ta đông đá, đông lạnh luôn, người ta mang vào trong đất liền. Thành ra cái loại tôm này người ta ở Na Uy á, thường thường là họ bán ký, họ hay bán thùng, một thùng thì khoảng cái chừng coi như là 7-8 kg, 5-6 kg. Đó là tôm này các bạn, thành ra người Việt mình dùng tôm này để đổ bánh xèo luôn. Đây là rau nè, rau salad đỏ mới hái sân vườn xong. Rồi tất cả loại rau là hái trong vườn hết. Cay lắm. Có một cái mà cứ một người ăn một cái thôi, là hiệp ăn một cái thôi các bạn là no luôn, ăn một cái thôi. Thành ra các bạn nói mấy đứa đi vô đó ngủ hết đi. Đúng hả? Chỉ một cái chảo này thôi mà bà chị phục vụ cho cũng phải là 30 người hôm nay á. Dạ 30-40 người hôm nay á. Cứ một người ăn cái thôi cũng hay là nó, mặc dù nó to thì một người ăn cái thôi còn hơn là lắc nhắc là đủ ôm kịp đó các bạn. Năm nào cũng vậy, nếu mà được có mùa hè đẹp đó thì các gia đình con cháu anh chị em lại đây sum họp sân vườn đứng bánh xèo, rồi mấy đứa nhỏ nó có dịp gặp lại nhau, nó quyến luyến nhau cũng vui lắm. Hôm nay ăn bánh xèo thì có bà chị làm món bánh bột lọc. Wow, hấp dẫn. Hấp dẫn các bạn ơi, hấp dẫn. Đây,
con thịt nướng một tí. Hôm nay món thịt nướng không ai đụng tới. Món thịt nướng hôm qua không ai đụng tới. Còn với ai cũng ngán, ngán thịt nướng ra trời hôm qua thì ăn ngon. Ngon quá. Cái món này ngon nè. Món này ngon nè. Bốc cái ăn thử nha các bạn. Jason.